Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 3, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần chính phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam về sự suy nghĩ của ông, những lời đồn về sự chia rẽ giữa các binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Vâng, thưa cảm ơn anh. Cái đó là về mặt mà mình nhìn, mình có thể gọi là anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa mình. Nhưng một mặt khác ấy, những cái chuyện chẳng hạn như là chia rẽ giữa các anh em quân đội, hay là từ chỗ có một số người nói chẳng hạn như là người lính giả dù, người ta không nghi ngờ gì về khả năng của người lính giả dù, người ta cũng không nghi ngờ gì về cái tinh thần đồng đội của những người lính giả dù đối với nhau cả, nhưng mà tinh thần của người lính giả dù đối với lại những người khác, chẳng hạn như là địa phương quân hay là quân đội, thì họ có vẻ khinh thường và họ có vẻ không hòa đồng và họ có vẻ không cứu giúp. Thì anh tôi nghĩ như vậy, đó là tại vì cái mặt nổi, hoặc là theo nghĩ lúc xưa lính nhị dù Tây mặc đồ rằng ri rồi partisan rồi para rồi vậy. Còn bây giờ thưa với anh Dũng và thưa quý vị, lính nhị dù như ở của đơn vị tôi là ai? Lính nhị dù á, các đơn vị nhị dù thường thường có hai thành phần, thành phần người Bắc và thành phần người Nam. Có những cái tiểu đoàn ở ngoài Bắc như tiểu đoàn 3 nhảy dù của ông Phan Trường Chinh, ông đem từ ngoài Bắc vào, tiểu đoàn 7 nhảy dù. Còn ở trong Nam là tiểu đoàn 5 nhảy dù ở Thủ Đức, tiểu đoàn 6 nhảy dù của ông Đỗ Cao Trí. Thành thử lúc mà năm 54 á, nó có cái sự phân biệt Bắc Kỳ, Nam Kỳ ở trong lính với rõ ràng có những cái tiểu đoàn. Nhưng mà đến 60 và nhất rõ ràng nhất 68, 72 thì có một điều không phải người Trung. Nhưng tại sao thiệu quân lục chiến? Tại sao nhảy dù? Tại sao sử dụng một bộ binh kiên cường vậy? Tại vì đó là những người lính người Trung. Vì vốn là người Trung, vốn khổ quen rồi, chịu đựng quen đi rồi. Và như là kỳ trước tôi đã nói với anh là các đơn vị biệt động quân, nhảy dù, bộ binh, thủy quân lục chiến, sư 5 bộ binh, sư 1 là toàn lính tình nguyện. Thì lính tình nguyện đó thì tất cả đâu phải là những anh nông dân vô học ngày trước. Tôi xin không phải đề cao, nhưng năm 72 nó có một câu ví von: tú tài mậu thân cử nhân đỏ lửa. Tức là 68 người ta đậu tú tài, rồi người ta học 4 năm thì có cử nhân. Thì những sinh viên có đặng đậu cử nhân trên đường đi tới chỗ ngã 6 Sài Gòn, chỗ tượng Phủ Động Thiên Vương, đưa hông ra về cho nhà, đưa về leo lên xe GMC đi vào cung vụ thị trấn. Không phải một người mà cả toàn bộ sinh viên Sài Gòn, những ông đã có cử nhân rồi vẫn tình nguyện đi lính. Mà như trường hợp tôi đã có kể với anh người trước là anh Phạm Vi Phong, anh ở bên Pháp về. Thế từ bây giờ trở lại mà lính là lính đại đội tôi chẳng hạn là ai? Chính là thi sĩ Nguyễn Nam An, tức là ông Lê Văn Mùi, là kỹ sư về điện toán ở đây. Thế đâu phải là thành từ làm sao có cái chuyện mà nói ghét nhau hay đó. Anh muốn, mày muốn đi nhảy dù, mày muốn trở vào Sài Gòn thì mày đi, còn tao đi sư đoàn một bộ binh, tao ở tiểu đoàn 11 biệt động quân, thì tao ở đây ở Đà Nẵng. Thế thành thử không có cái chuyện đó, hoàn toàn không có. Có thể có lúc trước, có đâu mà thời Tây thời Điếc. Mày, chính đó là chủ trương của người Pháp đó, chính đó chủ trương nhảy dù mặc đồ khác, bộ binh mặc đồ khác, rồi thủy quân lục chiến mặc đồ khác. Nhưng mà sau này nhảy dù, thủy quân lục chiến, bộ binh đều rằng đi giống như nhau. Và có một điều mà sau tôi có gặp ông Nguyễn Ngọc Loan những ngày ở DC, ông nói sau này cô làm lại quân đội
là tất cả là lính địa phương quân hết, lính của dự nước, không có nhảy dù, không có địa phương quân, không có, tất cả là lính để dự nước. Đó là lời mà thưa với anh Dũng và thưa quý vị, nếu mà bên nhảy dù tôi quen 5 người thì sư cũng lục chiến, thì tôi không có quen đâu có kém. Rồi sư đồng 1, 15 người bạn của tôi đã chết trận hết 13 người, còn hai ông Trần Ngọc Huế, không lẽ tôi kỳ thị với các ông bạn tôi sao? Mà coi chừng có một điều, lính bộ binh lên lon lẹ hơn nhảy dù. Vì sao? Bên nhảy dù nó kẹt chỗ. Chứng tỏ tôi có kể ở anh Dũng cái lần đầu, tất cả ông bạn tôi đi về sư đoàn một bộ binh khi dự trung tá đều là trung tá hết, để trung tá. Trong khi đó ở phía bên nhảy dù chúng tôi cao lắm là đại úy, đại đội trưởng đấy. Và cụ thể hơn nữa, người lên lon lạnh nhanh nhất quân lực không ai hết chính là ông Nguyễn Văn Úc, đầu chót của khóa tôi, đầu phước. Ông sinh 1944, 23 tháng 11 63 là thiếu úy, 1 tháng 1 65 đại úy, tiểu đồng phó Việt Đồng Quân, chết trận ở dưới vùng ba thành tử. Rồi ai lên nhanh lon nhanh bằng Lưu Trọng Kiệt, tiểu đoàn 42 Việt Đồng Quân, nhiều huy chương bằng Hoàng Mão, khóa 19 Đà Lạt, 36 huy chương đấy. Thành thử làm sao mà nói có cái chuyện mà kèn cựa giữa người đây và người khác. Và rõ ràng nhất là trong trận Cổ Thành Quảng Trị, hai sư đoàn nhảy dù và thủy quân lục chiến tiến chiếm song song với nhau, ai đứng ra đó mà cãi là anh là công thần này của anh, công thần kia của tôi, không có đâu. Và cụ thể hơn nữa, dựng đài trên kỳ đài thành phố Huế ngày 24 tháng 2 1968, ai đánh vô đó, tức là đại đội 1 của tiểu đội 1 thủy quân lục chiến do đại úy Nguyễn Văn Phán, mà sau này ông ở DC, sau này là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến, và bên kia là đại đội Hắc Báo của Trần Ngọc Quế, khóa của tôi. Thành thử hỏi làm sao mà người ta kèn cựa, kèn cựa trước sự chết bao giờ, kèn cựa trước súng đạn bao giờ, mà người ta không yêu thương nhau không hết để cho lấy đâu nữa mà đặt ra vấn đề mà kỳ thị và kèn cựa. Chuyện đó không có. Vâng, xin cảm ơn anh.